Cut. Bạn mình là William Vlog đây. Hôm nay mình sẽ làm clip đó là nướng cá lau kiến các bạn. Đây là cá lau kiến này nướng hoặc là hấp xả cũng ngon, như hôm nay mình sẽ nướng các bạn. Đây là một con cá khá to các bạn. Là mình cạnh mình là có anh chàng đẹp trai Gia Dân. Mình ở biển các bạn, này là cá này là của ở quê của chị mình ở vùng nước ngọt đem về các bạn. Cá này loại cá này da nó rất là cứng các bạn, mình sẽ nướng sau đó mình sẽ tách da nó ra. Món này là món nhậu tới bến luôn á. Đây, đây là anh chàng đẹp trai đang nướng các bạn. Năm phút chờ đợi bạn Văn hát bài ơi. Đứng hát bài ơi. Đi. Hát bài ơi, người nhện. Đây các bạn, đây là khung cảnh đồng quê các bạn. Đây là những cái hồ tôm công nghiệp các bạn. Ở đây vùng biển nên nuôi tôm công nghiệp khá là nhiều các bạn. Ôi con cá bự quá, hai cá nhỏ một cá bự. Cá này có chỗ nhiều là chài là nó ngẹt chài luôn á. Dạ. Văng lú, văng ba cái lú là nó lên vô nhóc luôn. Cá này bỏ vô hồ kiến đã lắm nè. Cá bự này bỏ vô lau sạch cái hồ luôn á. Bắt đầu chín rồi các bạn ơi. Ôi lên rồi. Cái này chấm với nước mắm gì? Mắm gừng hả? Mắm gừng hay mắm chua? Cái thứ nhất là cá nó không héo. Cái thứ hai là cá nó không bị gãy. Và cái thứ ba là quan trọng là cụ nóng nó sẽ chảy ra cái này. Và cái hồi kinh các bạn của mình là nhậu còn im nữa. Mát. Mày tăng... ơi, lửa tắt chưa? Chim. Chúng ta sẽ đến với cái công đoạn giật dây. Rồi, anh ấy đã lượm một con cua. Vua Chu Nguyên Chương đã dính cua rồi. Hay quá. Bên kia cả anh, bên kia cả anh. Bên đây ăn nữa nè. Bên đây ăn nữa các bạn ơi. Cà nó lôi cái cần kìa. Không lẽ bây giờ cởi quần cởi áo ra trời. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả các bạn. Đó, giờ anh ấy đang xuống. Gắt hồi hộp. Anh ấy lôi lên. Một cua này ham màu dữ à, lôi lên tới mặt nước luôn. Một con. Nãy giờ là 5 con các bạn. Đây là ông vua Chu Nguyên Chương các bạn. Anh ơi có cần cầm thùng không anh? Đây là ông anh của mình đang thiết kế nướng cá các bạn. Cho nướng nó rồi đi, cầm mà nướng luôn. Này, không ngon, này, ba này, thấy không?
Đây, người ta giết nữa rồi mày. Lụm một con nữa rồi. Con này nhỏ quá, thả. Khép khép hai con kia vô cái mình bỏ một con bên kia được nữa. Đúng rồi. Cận quá là bị sẽ bị áp. À, con lâu hán nó chín rồi đó. Cá lâu hán. Hai con nhỏ chín 200 mấy mà bây giờ đơn giản là chỉ cần 2 tiếng thôi là 500 mấy chục ngàn. Quá trời luôn. Nào cua, đi xem cua. Con cua anh bắt bên kia kìa, nó bự quá bự luôn. Đây là cua các bạn, cua biển hồi nãy anh Trương câu các bạn đó. Cua biển Cà Mau hôm nay là đủ mồi luôn các bạn, nhiều mồi, mồi bén không. Con nó chín rồi đó. Đừng có để ba. Để ba. Thôi ai. Con đừng có manh động mà, để cho ba. Chuyện đâu còn có nè. Nó sức bình tĩnh con. Nè, con nè, con nó vô nè. Nó rút ra nè, máu không nè. Chơi. Ừ, đúng rồi, vô. Nào anh Hùng. Đây con, đừng. Rang muối. Happy. Hai con này đang tôi lui vậy. Một con cua gạch thôi, con cua này gạch không? Khá bự luôn kìa. Hay quá anh ơi. Đó, cái con bự cũng đem ra luôn rồi. Hello. Rồi, ok. Hello. Rồi, đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ bóc cái. Không phải, đây, chỉ cho. Đi lên. Dạ, dạ cá này cứng như cá sấu vậy. À, điện anh gì vậy? Xích qua đây, xích qua đây. Xích qua đây. Đúng rồi. Rồi, ok. À, tại vì hàng cô lộn đi người ta chở đồ lên mà điện em không được, điện chủ nhà không được á, nhưng mà anh xử lý giùm em xong rồi. Tách ra như tin tức. Qua. Thấy không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn, hấp dẫn. Tuyệt vời chưa? Tuyệt vời mực rồi chưa? Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ở đây lát cho em một cái cọng cáp sạc nha. Sạc đi, sạc đi, sạc đi, anh đút ra rồi. Rồi rồi, có cục sạc luôn á. Trời, cái gì đâu mà. Ở dưới đây là ai cũng hát được cô đó không? Em thấy là hay rồi đó. Hát được. Con Bằng là tệ nhất hát đó. Là biết hát rồi á, chứ ở trên em mà kêu mà hát một cái là vừa hát lên cái em tậy đâu thực hình ra tới rồi. Dạ đúng rồi. Ôi dạ, nóng quá. Giọng người Đông Nam Bộ của tụi em á, nó không có đây các bạn, thịt đây thấy không, như cái giọng miền Tây. Nguyên thịt luôn nè, xớ thịt đúng là con anh em mình. Ây da, nóng cứng hay dạ nó hôi hiển lắm anh. Lên tí. Mình sẽ lột ra để hồi nó nguội thì mình lột không được các bạn, nó sẽ bị sát lại. Dạ. Không, kêu ấy vợ đi. Sẽ
sẽ cắt cái đầu ra. Đấy. Ăn dụng ha, ăn dụng ha. Em miếng thôi mà. Cắt cái xương sống nó ra. Lấy cái dĩa sạch bỏ vô là im rồi đó. Lấy dĩa sạch cá đó vô đi, rồi bỏ vô lẩu đi đậm. Quá trời bạn Giang Dũng ơi. Đây các bạn, đây là thịt không các bạn ơi. Đây. Cái thằng này là phần dạ bụng dưới các bạn. Bây giờ mình sẽ rửa thịt xong rồi mình sẽ để vô dĩa đây. Đấy. Còn cái đầu này không biết sao nữa. Thôi bỏ đi. Em. Cái đầu để coi phút trên này có thịt không? Có. Con quay coi chừng bị lắc kìa, lắc kìa. Con dựng như màn hình á, để nó bị lắc lắc khó coi lắm. Nghĩa lại kim cho nó nè. Mình sẽ bỏ phần ruột này đi. Ruột nha các bạn. Rồi tới cái con này mình sẽ bóc ra luôn. Con này cá nhỏ các bạn. Còn lại cá bự nữa. Ho quá ha. Ăn dụng ho quá. Bạn ơi, cái đầu này. Cá này không có thịt gì hết trơn trời. Các bạn ơi, cá không có thịt nha. Đây là cá không có thịt nha các bạn. Nhưng không có thịt nha. Đây. Đây có thịt rồi. Con này mê mồi. Rồi xong. Rồi các bạn ơi. Xong rồi. Lột cá lột kiến xong thì phát hiện cua ăn nữa các bạn. Giờ anh mình sẽ đi vớt tiếp các bạn. Đây các bạn. Nó đang kéo thẳng dây các bạn thấy không? Sẽ zoom to các bạn xem nha. Đó. Đây là phải nhấp nhấp. Một con. Ok, giờ bỏ vô thùng. Bên kia ăn nữa kìa. Bên kia đó ăn nữa kìa, bên kia ăn nữa kìa. Gì? Chú Huy đang quay phim. Wow, con đó bự á, nó nhịp cần kìa. Ôi nó mê mội kìa, lôi vô luôn kìa. Cua gì mê mội ghê, nó lôi sển sển mặt nước luôn. Ừ. Cua này đói lắm rồi. Em ấy lói bụng lâu ngày không được ăn rồi. Lôi sển sển luôn. Không buông luôn. Hơi nhỏ nên thì thả xuống các bạn. Đây là thủ phạm ăn dụng các bạn. Anh ấy không chịu nổi nữa, anh ấy đói bụng quá, anh ấy lụm luôn rồi. Của anh Trương các bạn. Mấy con cua đi vớt hồi nãy bây giờ đã luộc hấp chín các bạn. Cái món cua này mình sẽ ăn với nước mắm của tiêu chanh. Nhìn hấp dẫn không? À. Đóng cua luôn. Rồi bắt cái nồi lẩu lên đi sao rồi tắt cái đạm. Sôi rồi. Lẩu gì, lẩu gì? Cá hồi hả? Nghiên cứu á. Đưa công nghệ cao.
Bỏ vô luôn đi, ốp cho nó chín sơ qua cái đi. Anh đâu có xe nữa. Đó, đây là công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhập đẹp. Rồi chúng ta sẽ có món ốc ốc bu hấp xả với tiêu các bạn, tiêu sọ các bạn. Đây. Rồi mình sẽ quay cận cảnh cua các bạn xem nha. Thì nãy mình vớt được anh mình vớt được mấy con thì mình sẽ làm hết luôn mấy con các bạn. Đây. Chết rồi mày ơi ơi. Vậy mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, subscribe cho mình nha các bạn. Comment bên dưới để mình sẽ làm tiếp những video tiếp theo để cho các bạn xem các bạn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Vô tay.